Chào, chào cô chú và anh chị. Sáng nay em nhận được ba cái nồi cơm á, thì có một cái banana nó bị hư pin á, nó không lên màn hình á, thì em đã mở bung ra hết rồi, em tháo cáp ra luôn nè, rồi em bẫy cái màn hình lên để em thay pin nè. Đó, cái pin của khách khai lúc trước là cũng đúng, thì em thay pin pin chính hãng luôn ha, pin của Panasonic. Pin này cái công suất nó dày hơn ha, pin của khách là pin light nè, pin mỏng nè, cô chú thấy ha. Đó, thì nếu mà cô chú nào gặp mà những cái lỗi mà không lên màn hình hết pin á, thì cứ inbox cho shop ha. Đó, shop thay pin ha. Thay pin này pin dung lượng cao hả cô chú ha. Đó. Thì em bẫy cái này lên thì em sẽ gắn pin vô ha. Đó, thì mình lấy cái nhíp mình kẹp nó vô thôi cô chú ha. Đó, kẹp nó vô cái lỗ nè, nó có cái lỗ. Đó. Mình phá cái chốt ngang lại. Thì chiều âm theo chiều âm, chiều dương theo chiều dương thôi cô chú ha. Chú thấy ha. Đó, mình sẽ gài qua bên này. Rồi mình sẽ hàng nè, cô chú thấy nó lên đồng hồ rồi, ha, pin dung lượng cao và nhắn cho nó mạnh lên đồng hồ liền ha. Rồi. Đây, cô chú thấy nó lên nè, lên đồng hồ luôn ha. Chứng tỏ là mình đã thay pin thành công với cô chú ha. Giờ mình chỉ gắp lại thôi. Đó. Thì nếu mà cô chú gặp những cái nồi cơm điện cao tầng hoặc là những cái nồi cơm mà của Tiger, Yuzu, Convoy ha. Cứ hết pin thì cứ inbox lại tại shop mình ha, mình thay pin cho cô chú xài ha. Thì thay một là xài cho nó bền ha. À, cái pin để dùng lượng cao của cô chú ha. Trên thị trường thì có nhiều loại dòng pin lắm. Đó. Thì thay thì chỉnh mấy cái đèn lại cho nó vô có khớp ha. Tại khi mình bẩy lên á, cái đèn nó có thể bị lệch nè. Cô chú đèn xanh nè, đèn vàng nè ha. Đó, và đè mấy cái chốt lại cho nó giữ ha. Đó. Rồi. Gài mấy cái chốt lại. Đè mạnh xuống gài mấy cái chốt lại cho nó giữ ha cô chú ha. Rồi mình sẽ gắn cái dây cáp vô nè. Đó, gắn dây cáp vô, bắt nó vô. Cái cáp thì cô chú theo gắn theo chiều thứ tự nè, từ trái sang phải ha. Thì cái ô nào ra vô đó nha, cái ô với bạc nè, cái ô dẫn điện nè.
cấp nguồn của nó đừng nhấn lạch ha. Lạch là có thể là nếu mà nó lạch chân nguồn thì nó có thể là hư IC luôn đó cô chú ha. Mát bằng nguồn, nguồn qua mát thì nó hư IC luôn, rất nguy hiểm ha. Để điều tay đè xuống cô chú ha. Đó, thế là xong ha. Rồi, em sẽ bẫy cái này vô. Rồi, em sẽ đè xuống. Đó, thay xong rồi nè cô chú thấy ha. Thì gắn dây lại cho nó vô khớp hết trơn ha cô chú ha. Đè những cái miếng nhôm lại ha. Cho nó vô hết. Đó. Giờ cô chú phải gáp cái này lại ha cô chú ha. Gáp cái này lại. Nhét này vô lại.
cô chú thấy gáp lại ha, ok ha. Rồi nó vô ngàm hết rồi chú ha, cho bắn dứt lại. Đây, cô chú thấy ok ha, tất cả đều gắn vô chạy ok hết ha. Chúng mình xóa chương trình nè, đó. Đó. Này là chọn menu ha cô chú ha. Đó, điểm xóa nè. Rồi. Mình đã thành công ha. Cảm ơn cô chú đã quan tâm theo dõi. Chào cô chú. Thì một chút nữa mình sẽ làm cái clip chỉnh giờ lại cho nó đúng ha cô chú ha. Thì cái nào ngoài này có mã model của nó là Panasonic SRSI106G ha. Panasonic van dài nha cô chú ha. Nè, cái van dài nó có cái van dài, nó đặt cái mã này là van dài nấu cơm rất là ngon trên thị trường nè. Steam IH là tức là có chức năng để hâm cơm hơi nước luôn đó. Steam nè của chú của tôi hay ha đó. Thì em sẽ gắp cái nắp đít lại và cái hai cái bát bên hông này sẽ gắp lại ha. Thì khi mà cô chú mở cái này ra thì phải bảy cái này luôn, có nó có bảy cái ham cái tay cầm nè đó. Thì cái tay cầm này cái chiều nó nằm như vậy hả cô chú ha. Trước khi mở thì cô chú thấy nó có cái chiều nè. Nè, em hướng dẫn cho cô chú luôn để con nhớ ha. Nhìn cái dòng nó có cái chiều lỗ này nè. Khi cô chú bẫy thì lấy cái vít dẹp bẫy ra ha. Cô chú lưu ý ha. Đó. Thì em sẽ đây. Đây là vô. Thế là xong hả cô chú ha. Rất đơn giản. Nếu mà cô chú không bẫy cái này ra trước á thì không có lấy được cái nắp này ra được, và không lấy được cái bo để thay pin. Cô chú lưu ý ha. Đó. Vài video chia sẻ nhanh cho cô chú ha. Rồi cảm ơn cô chú đã quan tâm theo dõi. Chào cô chú à. Nhớ nắp mở cái nắp này ra luôn đó. Thì cô chú hay thì nhớ like kênh ở góc trái màn hình và nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ em ha, để em ra nhiều video mới nhất cho cô chú đó. Thì cô chú nào mà có ở khu vực thành phố hoặc là ở Bình Tân hay là Thủ Đức gì đó có nồi cơm bãi thì cứ inbox cho em ha. Em chiên sữa lò ly vi sóng bãi Nhật, nồi cơm bãi Nhật ha, bếp bãi Nhật đó. Cảm ơn cô chú đã quan tâm theo dõi. Chào cô chú ha. Rồi em xin xuống like ha. Chào cô chú.